Cùng theo chân Ngọc Bàn, chúng ta sẽ tham khảo các hai phòng ngủ có diện tích là 69 mét vuông, được bố trí hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha. Đây, cái cửa này sau này mà được nhận bàn giao là đây là gỗ chống cháy đến từ thương hiệu An Cường, có khả năng chịu được nhiệt tới 1 giờ đồng hồ. Còn đây là bộ khóa từ ba chức năng đến từ thương hiệu Hacker. Đây là khu vực phòng khách của chúng ta, mọi người sẽ nhìn thấy là phòng khách rất là rộng và kéo dài từ mép cửa này cho tới khu vực ban công luôn ạ. Bởi vì cái không gian bếp của chúng ta đã được bố trí ở một cái vị trí rất là kín đáo rồi nha. Đây là khu vực ban công. Ban công này thì chúng ta có thể mở cửa lùa ra. Rồi mọi người ra ban công buổi sáng ngắm bình minh, buổi chiều ngắm hoàng hôn rất là chiêu hen, cực kỳ mát luôn. Nhà của mình chỉ cần mở ban công ra thôi là quá trời gió và quá trời ánh sáng vào luôn. Đây là khu vực bếp của cái hang của chúng ta, mọi người thấy là nó được thiết kế rất là đặc biệt ha. Cái khu vực này nè, nếu cái bếp tường này các chị có thể sử dụng một cái cửa nội kính hoặc là tự sử dụng một cái rèm thì nó sẽ làm kín đáo không gian bếp của mình. Ngoài trong không gian bếp thì chúng ta sẽ có một cái cửa để nó thông ra cái khu vực lô da, thì lô da là khu vực phơi quần áo. Còn cái cửa này nó sẽ giúp cho mọi người thấy không, mở cửa gió quá trời nên thành ra là khi mà như thế này thì trong quá trình chúng ta nấu ăn đó thì chúng ta sẽ không có bị giữ mùi trong cái căn nhà của mình, giúp cho căn nhà của mình lúc nào cũng thơm tho hết. Rồi khu vực bếp thì chúng ta sẽ được bàn giao là có tủ kệ bếp trên nè, đóng từ trên trần nhà đóng xuống luôn, có tủ kệ bếp dưới, được bàn giao luôn cái bếp này để mình nấu ăn nè, được bàn giao máy hút mùi nè, bàn giao khu vực bồn rửa. Nói chung là bếp gần như là chỉ mua có một số vật dụng xíu xíu nữa thôi là chúng ta đã có được một cái không gian bếp rất là đầy đủ rồi. Rồi bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu phòng ngủ đó cho mọi người nha. Căn này thì sẽ có hai phòng ngủ ha. Đây là khu vực phòng ngủ master. Trong cái phòng ngủ này thì sẽ có luôn cái nhà vệ sinh ở đây. Thì nhà vệ sinh này thì chúng ta sẽ có được bàn giao các cái thiết bị vật liệu đến từ thương hiệu của Inox rất là đẹp. Rồi trong cái phòng ngủ này thì mọi người nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái cửa ha. Đây là cửa lùn rồi. Và cái không gian cửa rất là lớn ha. Khi mà chúng ta kéo cái cửa này ra thôi thì nhà của mình rất là sáng, rất là thoáng, rất là mát luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ thứ hai. Cái khu vực phòng ngủ thứ hai này thì các chị có thể bố trí làm phòng ngủ cho các con của mình. Trong trường hợp mà gia đình của mình có những hai con trở lên thì chúng ta có thể bố trí giường tầng, và Ngọc thấy cái không gian này được bố trí rất là dễ thương. Và trong cái phòng này thì cũng sẽ có cửa sổ ha. Cái cửa sổ này mở ra thì sẽ giúp cho căn phòng chúng ta rất là thông thoáng, rất là sáng, rất là mát nè, đảm bảo cái việc lưu thông không khí trong nhà của mình cũng rất là tốt. Rồi bây giờ chúng ta ra mình xem còn một cái nhà vệ sinh nữa, tại vì căn này hai phòng ngủ hai toilet ha mọi người ha. Rồi đây cũng là một cái nhà vệ sinh thứ hai, nó nằm ở phía bên ngoài, rất là tiện cho khách khứa khi mà đến gia đình của mình, hoặc là gia đình của mình có thể sử dụng chung cái này. Còn cái toilet trong phòng của gia chủ thì được sử dụng để đảm bảo sự riêng tư cho hai vợ chồng. Rồi như vậy các hai phòng ngủ ha Ngọc đã giới thiệu xong. Các anh chị có nhu cầu quan tâm thì chúng ta có thể để lại thông tin phía dưới, Ngọc sẽ có chuyên viên tư vấn gọi lại tư vấn cho các anh chị ngay nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.